Nam hướng dẫn sử dụng cái máy cắt đông Nasune NF410AD. Máy này chạy hai động cơ 750W, một động cơ dao, một động cơ bàn. Ở đây mình có máy theo là có bộ đá theo máy, chế độ mài dao, chế độ tự động gạt qua bên đây. Rồi. Ở đây mình có cái này là tăng giảm độ dày cắt. Mình thay đổi cái này thì tăng giảm. Ở đây nó có số để cho mình dễ chỉnh. Rồi. Thì cái đây là cái bàn khóa sản phẩm. Bóp này lại mình dỡ ra. Bàn dao 400 200, kéo lên bỏ sản phẩm vào, khóa lại. Rồi khóa cái này lại, bóp cái này vào. Rồi sau khi mà kẹp sản phẩm cố định thì mình bấm máy ở đây, gạt cái này qua thì máy sẽ chạy. Máy này là máy nhập từ Nhật Bản về, hàng đẹp gần như là mới luôn. Như ở đây thì có chức năng là chỉnh tốc độ dao, tốc độ bàn cắt, chỉnh ở đây. Vặn cái này thì máy sẽ chạy nhanh hơn. Rồi khi nào dừng máy thì mình gạt cái này qua, hoặc là cái này là dừng khẩn cấp.